Rồi chúng ta cắt qua đường Trần Nguyên Hãn. Chú ơi, cho con hỏi cái, cái đường cản á, là hôm nay là không có cản nữa hả chú? Không biết hả? Hết cản rồi. Hết cản rồi hả? Cản chắc rồi, chắc mai mốt cũng lên bán luôn á. Dạ. Hôm nay chú chở được nhiều cây không? Ít lắm. Ít hả? Dạ. Dạ anh. Tại vì mấy tiếng đồng hồ là chết của người ta rồi. Dạ. Thời gian của người ta là lên là để bán mà đủ mà còn về quê ăn Tết nữa, chứ mà đầu của người ta mà còn mà giữ lợi đó, là giữ có lúc là lỗ rồi. Dạ. Giá không có hả? Rồi rồi bán được số lượng nhiều không? Chậm mà. Dạ. Như mà năm ngoái bán 10 thì năm nay bán được khoảng mấy chú? 7 à? Dạ. Vậy là có lời được không? Hay là bán? Dạ. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với channel của Lý Hương TV. Lý Hương đang có mặt trên cầu Trà Vào quý vị. Và phía dưới quý vị có thấy những cái chiếc thuyền hoa không? Chở rất là nhiều hoa. Chúng ta đang ở rất gần với lại bến Bình Đông. Ở phía trên cầu thì Lý Hương thấy có một vài các nhiếp ảnh gia đang săn ảnh này quý vị. Để có được những bức ảnh đẹp thì các nhiếp ảnh gia của chúng ta phải lao động vất vả như thế này nè. Lý Hương nghĩ chắc những chiếc xe này là xe của các anh ấy dựng ở đây. Rất là nhiều cái ống kính được dương lên và những cái len cực kỳ dài, cực kỳ khủng luôn. Sài Gòn của chúng ta vừa đón nhận một cái cơn mưa trắng xóa trời. Và Lý Hương cũng có một đoạn video mà quay live stream về đoạn cái cơn mưa đó. Nó tầm khoảng là hơn 70 phút đồng hồ quý vị ạ. Và vừa mới xong thì Lý Hương vừa đi ra nhà luôn để đi đến những cái chỗ mà buôn bán hoa để cập nhật cho quý vị tình hình buôn bán của các tiểu thương ở đây như thế nào sau khi mà bị một cái trận mưa hoành hành như vậy. Một trận mưa trái chiều, trái mùa, cứ lộn nói mưa trái chiều hoài. Trận mưa trái mùa. Đây là cầu Trà Và và phía dưới là bến Bình Đông. Không biết là hôm nay là có còn cản xe hay không. Tuy nhiên thì Lý Hương thấy là có khá là nhiều những xe máy là đang chạy vô đây. Vậy là có lẽ là cái việc mà cản xe đã không còn xảy ra nữa rồi. Đấy quý vị ạ. Trời hôm nay có một cái màu khá là đẹp ha. Trời hoàng hôn nè. Bến Bình Đông, cầu Trà Và. Và bây giờ thì Lý Hương mời cả nhà cùng với lại Lý Hương đi xuống bến Bình Đông để xem. Xin mời cả nhà nhé. Lúc các nhiếp ảnh gia chúng ta đang mải mê để chụp những bức ảnh thì đâu đó có hai chiếc xe có xảy ra va vẹt nhẹ ở trên cầu. Mọi người tự xử lý, sau đó là mọi người cùng đi. Đường cũng khá là đông quý vị. Quý vị, Lý Hương đang có mặt ở dưới chân cầu Trà Và. Thì hôm bữa là ngay cái ngày mà 27 tháng 1 á, Lý Hương có 6 tháng 2 thì Lý Hương có đến đây nhằm ngày là 25 Tết á, thì khoảng là cách đây là 2 ngày đó. Thì Lý Hương có đến đây thì bị cản xe, nhưng mà may quá bây giờ là đã mở ra rồi, cho nên là chắc bà con là cũng đỡ phải, sẽ bán được thôi. Nên là bây giờ xin mời cả nhà cùng với lại
Lý Hương nè, đi dọc đường đường Hoa, chợ Hoa ở bên bến Bình Đông nha quý vị. Ngay dưới đây là chân cầu Chà Và nè quý vị. Cầu Chà Và thì cái gầm là nó cao khoảng 3.5 mét. Thì cây cầu Chà Và thì cũng là cây cầu khá là lâu đời rồi ở Sài Gòn. Đấy, bến Bình Đông là một bến mà vào những dịp Tết là quá ư là nổi tiếng rồi. Đấy, thì bây giờ thì xin mời cả nhà cùng với lại là Lý Hương nha, đi dọc đường Hoa xem tình hình bà con buôn bán như thế nào nha. Hôm nay là 27 Tết nha quý vị nha. Rồi, chúng mình sẽ bắt đầu từ dưới chân cầu Chà Và và đi dọc. Giờ chắc là có lẽ là nhộn nhịp lắm đây. Tuy nhiên thì video clip này thì quý vị xem tình hình buôn bán của bà con thôi, chứ về hoa thì không có ngắm được rồi. Quý vị ngắm hoa để xem những clip khác mà Lý Hương quay buổi chiều, quay buổi những cái buổi mà rực nắng ha. Còn này là do nãy là Lý Hương có live stream một cái đoạn mà video mà về mưa đó, dài khoảng tầm hơn tiếng đến 4 giờ hơn 4 rưỡi, đi đến đây thì cũng gần 6 giờ rồi. Quay phim mấy nay bán được không? Hả? Ủa cái đường hoa nó dẹp từ hồi nào? Cái đường chặn dẹp từ hồi nào ạ? Cái đường mà chặn á, dẹp từ hồi nào không biết nè. Anh kia anh cũng biết luôn, hay anh nằm điếng nói không biết nữa. Đấy, quý vị có thể thấy là bà con là mua, khi mà mọi người mà đi xe như thế này thì mọi người mua rất là tiện ha. Vô nhìn ngó, sau đó rồi chọn là trả giá, hỏi giá, trả giá xong là mua tậu về thôi. Ồ à, hai người đẹp này đem theo hai con chó nè. Như vậy mới bán được. Chứ mà chặn xe đi bộ vô thì có đi ngắm hoa chứ đâu có đi mua hoa được. Mình đây, khu vực ở phía trên đây thì tắc hạnh là nhiều lắm. Đường còn rộng, chưa đông lắm. Dạ, chú ơi cho hỏi hơn cái đường mà cản xe là nó dẹp từ hồi nào rồi chú? Cản xe à? Đường cản xe lúc mà khai trương mà ngăn không có cho xe chạy á. Ở đây nè. Là mở ra từ hồi nào? Bữa 20 hôm qua hả? Hôm kia luôn. 2 ngày rồi. Vậy là chỉ có ngày khai trương là cản thôi hả chú? Chứ hôm qua cũng có cản. Hôm qua có cản hả? Còn hôm nay bà con lao quá hay sao? Không biết nữa, chú cũng không biết. Tự nhiên mở đó hả? Chú cũng không gặp nữa. Dạ. Cảm ơn chú nha. Chú là tổ xe ôm hả? Chú chạy xe thôi chứ không phải tổ. Dạ. Chạy xe, mua hoa. Chưa tới giờ chặn hả? Không, giờ chưa, giờ hôm bữa ngày không có chặn. 6 giờ nói chiều là mà chặn. Vậy là 6 giờ bắt đầu chặn hả? Giờ là chưa tới giờ hả? Không, chắc là mua chắc cũng trễ. Vậy là hôm qua cũng chặn bình thường hả? Dạ. 6 đến 8 giờ. 6 đến 10 giờ. 6 đến 10 giờ. Tối hàng ngày. Hôm giờ là 6 giờ hơn rồi. Có đây rồi. Có đẻ con. Tại nãy giờ mưa quá. Nhưng mà anh thấy mà chặn như vậy mình bán được không? Bạn có biết là không chạy xe. Ê, đem chăn què à. Ai mua đâu. Đi bộ chụp hình thôi. Đi bộ chụp hình. Dạ, cứ vậy đó, ai đi vô mua đồ, đứng ra được. Chú cậy 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 7 7 giờ 7 mấy chị ra đây là không cho chị vô luôn. À. Chị vô mà chị đi bộ thôi, đi bộ không có ai chứ. Em tưởng là chị chặn ngay ngày khai trương thôi. Không. Chặn ngày nào cũng chặn. Ngày nào cũng chặn. Ngày nào cũng chặn. Đói á. Đói dưới đói. Coi mặt của nó là đẹp.
Để mà đi đường hoa thì mọi người thường á là có mấy anh xe ôm nè ha, mà anh sẽ chở cây luôn, nếu mà chặn thì nó hơi khó khăn. Hôm nay là ngày mưa, hơn 6 giờ quý vị. Đây hơn 6 giờ rồi, hôm nay có lẽ là chặn trễ hoặc là khỏi chặn luôn thì mọi người còn chưa biết nữa. Đó, mọi người thường mua sau đó là sẽ trả giá xong xuôi, để lên chiếc xe xong rồi chạy về thôi. Không nữa, trời ơi, không khí lắm á. Nói ghê không nữa, cái nào cho chịu ra mà chịu á. Ở đây hả, chịu cái đầu nó lên. Xe nó bốn bánh mà nó đi nó cầm lỗ vậy nè, nó đi nó ngó chỗ trời. Sẽ chở về. Này là hơn 6 giờ. Nó thường tưởng là phá là không có chặn nữa mà cũng chưa biết nữa quý vị. Mấy anh này nói là coi như là mưa thì có thể là chặn trễ hơn. Mọi người rèn lại rồi xong rồi chở về thôi. Đỡ bị sập xuống ha. Hồi chiều nay mưa lớn quá, nó có bị ảnh hưởng cây không anh? Không. Không hả? Không. Hồi chiều mình có che gì vậy? Để bình thường vậy hả? Cây hạnh chắc nó không có bị bằng bông ha anh? Giờ là mấy anh đang lấy cái kẽm để buộc nó lại cho nó đứng thẳng hơn. Đây bên đây khu vực là trồng bán tắc nè quý vị, tắc hay hạnh. Mọi người cấy lên cái cây nó sẽ đứng hơn ha. Rồi đi tiếp. Nhiều tiểu thương cũng ngồi không à, có khách này. Ồ, chú này là chú chạy xe luôn, chạy xe chở về luôn. Wow.
security. À, khu vực này Lê Hương thấy là bán tắc từ đầu đường ha, tắc rất là nhiều. À, đường còn rất là ẩm ướt, nước nhiều. Nói chung thì thấy lượng khách là cũng chưa có đông lắm, lác đác. Bên đây là Mai nè quý vị. Rồi chúng ta cắt qua đường Trần Nguyên Hãn. Chú ơi cho con hỏi cái, cái đường cảng á là hôm nay là không có cảng nữa hả chú? Không biết hả? Hết cảng rồi. Hết cảng rồi hả? Cảng chắc rồi, chắc mai mốt cũng lên bán luôn á. Dạ. Hôm nay chú chở được nhiều cây không? Ít lắm. Ít hả? Dạ. Dạ anh. Tại vì mấy tiếng đồng hồ là chết của người ta rồi. Dạ. Thời gian của người ta là lên là để bán mà đủ, mà còn về quê ăn Tết nữa chứ, mà đầu của người ta mà còn mà giữ lợi là giữ có là lỗ rồi. Dạ. À, thì từ cái chỗ đó người ta làm ăn người ta mua luôn luôn, nào cũng mua mai bán lẹ để về còn lo ăn Tết chứng kiến bà nữa. Dạ. Còn mà cái vụ mà chặt chặt thế này là chết chắc, tại vì cuộc sống mà lên buôn bán rồi lên tiền đủ thứ tiền hết. Nhưng mà cái thời gian mà cản xe là chú thấy có bán được không? Thời gian mà từ 6 giờ tới 10 giờ á. Không bán được. Giá tỷ giờ bán được đi thì cái người xe vô không không được, lấy gì chở. Giá tỷ 1-20 mét thì 10 mét thì còn kiên được. 100 mét, 200 mét mà cái chậu này xề ra đây thấy còn mệt nữa. Có thấy có mấy cái sạp là coi như là làm chiếc xe để kéo á. Không, không có sạp nào có đó. Dạ. Còn chú là tức là người sạp chở. Sạp nào mà muốn chú chở thì mọi người liên hệ chú hả? Không, không liên hệ được luôn, không ai liên hệ, coi như là vừa ngưng cái là xe bánh giúp về hết. Thì nào có hoạt động chạy thì chạy, còn không còn, à. Còn mà chạy không được là coi như không có chạy. Dạ. Vậy coi như giờ đó là mấy chú cũng đi rút về hết. Rút về chứ làm gì chứ, ở đây xong quần để đi về tắm giữa không nghĩ không chứ à. Dạ. Hôm nay là hơn 6 giờ chưa thấy cản đường, có lẽ là không có cản luôn hả chú ha? Cái đó là mình không biết. À mình không chỉ, biết. Biết chạy kiếm tiền thôi, còn cản thì mình cản nghĩ. Là mình nghĩ. Còn không cản thì mình cứ thì mình làm tiếp. Dạ. Mình làm mệt mòn mỏi thì về nghỉ thôi, còn khỏe thì cứ chạy tiếp. Dạ. Mình là người chở hàng, còn người buôn bán nói chung ra ai cũng khổ á. Dạ. Buôn bán cũng cực khổ, người ta cả năm chờ nó mới lên đây bán chủ yếu kiếm đất tiền, còn mình ở đây chỉ tận ta vài bữa thôi. Dạ. Thì vài bữa đó nói chung ra thì lạnh đó, thấy không, ngủ bờ ngủ đêm rồi ngủ kia rồi. Dạ. Còn hồi sáng giờ chú chạy được mấy cuốc rồi? Được có 2 cuốc à, có chơi có 100 mét à. Dạ. Rồi năm mấy năm trước chú thấy là bán được nhiều hơn năm nay không? Năm nào là cũng thấp lắm à, tại vì buôn bán tùy theo tình huống mà những người mà làm á. Dạ. Ta làm cho tiền á thì người ta mua. Dạ. Yeah. Rồi ta cũng gói ghép mà chứ đâu có mà ta buôn tiền ta mua thoải mái đâu. Dạ. Yeah. Còn người không tiền thì tiền đâu ta mua, ta chủ yếu đó mà mua đoạn thôi. Dạ. Yeah. Còn người ta có dư tiền thì ta nói chung ra thì người ta nghèo nghèo chứ cũng mua cây nhỏ. Dạ. Yeah. Để mà chung chơi qua Tết thôi. Dạ. Yeah. Chú làm nghề này là được bao năm rồi chú? Mấy chục năm rồi. Mấy chục năm là cứ mỗi là Tết về là chú lại đến Bình Đông. Bến Bình Đông này mới đây thôi. Chứ thường chú chạy ở đâu? Ở trong Quang Liêm. À, ở trong đó còn nhiều. Quang Liêm là hồi xưa. Dạ. Tới bây giờ luôn. Dạ. À, chú là người Sài Gòn luôn hả? Dạ, đúng rồi, gốc Gác. Nay 50 mấy tuổi rồi. Dạ. Chạy xe hồi 10 mấy tuổi tới giờ là 50 mấy tuổi. Dạ, vậy là ai mà muốn chạy là cứ để cái xe cấy cái này vô xong cái mình lại cái quầy kêu mình chở hay là sao chứ? Không. Hay là tùy quầy? Không. Khách hàng vừa mua xong thì mình đậu kế khách hàng là mình là người bán á. Còn cái người mà không có nó thấy mình là nó đi à. Tại vì ai cũng phải vậy hết. Yeah. Rồi bắt đầu nó mới kêu mình chở thì nó giá rồi nó mình chở cho về nhà ta đàng hoàng xong rồi mình chạy lại tiếp. Chạy lại tiếp
ta lùi vậy đó. Vậy coi như là chú với lại mấy cái chỗ mà bán này là không có liên quan gì nhau không hết. Liên quan. Cứ đứng buôn bán thì người ta lo thu gọn để lẻ người ta về. Yeah. Còn bên đây là chuyên chở, lo chở thôi. Là về không có dính líu gì, hai bên á không có bao xe, không có cái gì á, tại vì người ta đâu biết xa là gần. Dạ. Người ta chỉ bán xong là cái người ta chỉ biết bán thôi, còn mình người giao hàng người ta giao cho tận nhà. Dạ. Yeah. Nhà mà để đàng hoàng cho ta, giờ xong rồi người ta đưa thì người ta lại về. Còn hai ngày hôm bữa chú bán được không? Chú chạy được không? Hình thường là lỡ mà mưa gió cái này chết cha chết ra ba chết phải không? Dạ. Khổ lắm. Dạ. Bây giờ chạy được nhau mấy trăm ngàn à, hai là hai cây hai chậu. Hai ngày rưỡi rồi, bữa 25 ra tới nay là 26 nay 27 rồi. Dạ. Là chạy được mấy cuốc? Chạy cuốc à. Chạy cuốc. Dạ. Cảm ơn chú nha. Dạ. Thì con muốn phỏng vấn mọi người để cho quý vị mà ai mà làm cái đường hoa này thì biết để cải cách lên để cho bà con bán được, chứ mà thấy cản xe mà cái việc mà mua chọn xong mà đem cái chậu hoa đi ra ngoài chở là thấy cũng khó khăn quá trời. Đúng rồi. Dạ. Sao anh trai? Coi kéo hả? Dạ. Rồi, cảm ơn chú nha. Dạ. Rồi. Quý vị, Lý Hương đang đứng ở đường Trần Nguyên Hãn gấp với lại đường Bình Đông. À, thì bây giờ thì Lý Hương sẽ đi tiếp. Đó, chú chạy xe ở đằng trước. À, có phát biểu những cái việc mà khó khăn trong lúc mà cán cái đường. À, thì hôm nay thì Lý Hương thấy là giờ 6 giờ rưỡi rồi xe vẫn chạy như thế này nè quý vị. Có lẽ là sẽ mở ra. Mà mở ra thì Lý Hương thấy là hợp lý rồi. Hợp lý cho việc mua bán vận chuyển. Mọi người phải mặc áo mưa nè quý vị. Trời Sài Gòn hôm nay mưa, có một cây mưa rất là lớn. Đấy, quý vị thấy là mọi người thường là đi xe máy sau đó rồi sẽ ngồi và lựa luôn, mặc trả giá rồi có người thì chở về luôn hoặc là thuê xe chở về. Dạ, chào chú. Hôm nay không có cản đường hả chú ha? Dạ. Chị quay phim hả? Đúng rồi. Đây nè, mày không giống với anh đâu. Ê, cho em phỏng vấn mấy anh đi, mấy nay bán sao? Ôi sao nghe phỏng vấn chạy hết rồi. Để là ghi lại những cái clip mà phỏng vấn thiệt như thế này thì cũng gan dạ lắm quý vị. Nên quý vị xem những cái thước phim này cũng phải ủng hộ Lý Hương nha. Đây là các anh trai đang mặc áo mưa. Quý khách hàng đang mặc áo mưa. Dạ, xin chào chú. Mọi người lựa bông sau đó rồi đem về luôn. Chú đi xem hoa mai à? Dạ. Ủa chú đi bộ hả? Đi bộ. Mèo quá không có xe đi bộ. Cứ từ từ quay. Dạ. Rồi chúc mừng đã mới luôn. Dạ. Chào chú. Đây. Ồ. Đường hoa ẩm ướt. Tuy nhiên thì quý vị thấy là các cành hoa của chúng ta còn đang rất là trầu lì ha. Nè quý vị, những cành hoa mai chúng ta lo lắng nè. Có lẽ là sẽ nở sớm hơn thôi, không có bị ảnh hưởng gì nhiều lắm. Nè, chào chú. À, hôm bữa hình như con có phỏng vấn chú phải không? Hôm bữa con có phỏng vấn chú phải không? Cái chú chạy đi chứ không chịu phỏng vấn mà. Phải không? Cái này chú bán được không? Lai rai hả? Dậm quá hả? Dạ.
Ở đây là mình phải đeo khẩu trang xuống luôn hả chú? Nắng cũng đeo luôn. Dạ. Dạ. Vậy tối nằm ngủ dưới ghe hả chú? Dạ. Hồi nãy con thấy mưa quá trời mưa á, cây mai của mình có bị ảnh hưởng không? Không. Dạ. Nó mà nở hoa lên á thì mình sợ nó rụng. Nó lẹ nở. Nó lẹ nở hả? À. Nhưng mà hôm nay là 27 rồi thì chú thấy là nhắm là những cái hoa mai này nó sẽ nở sớm hơn là khoảng ngày mấy? À, là nó nở sớm hơn 29. 29 là nở. Ồ vậy là mình trồng á là mình phải canh từng ngày luôn hả? Dạ. Con thì con không biết là mưa mà nó nhiều quá cái nụ nó có bị rụng xuống không? Không rụng. Dạ. Thì cũng may quá ha. Như hồi chiều nay là mưa gần hơn tiếng mà mưa lớn. Dạ. Bông giấy với dạng thọ là bị. Dạ. Dạ. Còn mai là không sao. Dạ. Bông dạng thọ nó rải. Dạ. Dạ. Ờ, chú ơi cho con hỏi là hôm bữa đó, là có cản xe, còn hôm nay là hết cản rồi hả chú? Là chú được thông báo hay là do lần nay mưa nên là mọi người không cản? Dạ. Chưa có ý kiến lên. À mọi người ý kiến lên. Dạ. Dạ. Nên là được gỡ rồi. Là có thông báo chính thức không hay là mới thấy là không có để cản thôi? Cái này là cũng là kiểu mỗi năm người ta nói vậy đó. Dạ. 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 Vậy là coi như từ nay là được mở luôn ha chú. Dạ. Nhưng mà chú thấy là tình hình năm nay nè, bán hoa như này là so với mỗi năm thì như nào chú? Bán cây thì không có giá. Giá không có hả? Rồi bán được số lượng nhiều không? Bán thì chậm. Chậm à? Dạ. Như mà năm ngoái bán 10 thì năm nay bán được khoảng mấy chú? 7. 7 à? Dạ. Vậy là có lời được không? Hay là bán... Nào, nói chung thì cũng có lời. Dạ. Hôm qua thì con có đi cái bến mà bình hoa này mà ở bến mà bên chợ Bình Điền Bình Điền á thì ở bên đó là không có tốn tiền thuê. Chú biết không? Chú biết thông tin đó không? Biết hả? Mà chú thích bán ở bên đây hơn hả? Mình đăng ký được mà. À. Dạ. Con thấy là bên đó là không có tốn tiền. Còn hôm bữa con hỏi là một lô bên đây là 4,2 triệu cho nguyên cả Tết luôn. Là ai cũng như vậy hả? Từ đây cho đến kia chỗ nào cũng y như trang vậy hết. Đầu hay cuối gì cũng vậy hết hả? Dạ. Chú bán ở đây là được bao nhiêu năm rồi chú? Chục năm. Dạ. Để con giới thiệu quầy của chú đây để khán giả mà có ủng hộ mai thì có thể ra chú. Hả? Thì chú bán ở lô này kêu bằng lô số mấy nha? Vô 53. Chú tên gì nha? Dạ. Đây hoa mai của chú. Dạ chú tên gì ạ? Út non. Út non. Ngày xưa con có nghe Út nữa. Út non. Dạ. Đây của chú Út non nha quý vị. Mười mấy năm rồi bán ở bến Bình Đông, quầy 53. Ở phía bên đây là, để coi đường số mấy đây, khu phố 2, khu phố Văn Hóa, hẻm 461, đường Bình Đông. Ở phía bên đây có cái quầy, một cái trang trí Tết của bên đơn vị là Mua Rồng, Mua Lân gì đang quý vị. Hôm bữa là khán giả nói chú dễ thương quá, không dám nghe phỏng vấn, hôm nay là phỏng vấn được chú rồi ha. À, thì có thể là ủng hộ rồi chú Út nhỏ. Thì chú có thể là chia sẻ cho con biết là một cái cây mai thì ở bên chỗ của chú là bán tầm giá là khoảng bao nhiêu không chú? Nhiều loại đó. Dạ, nhiều loại. Như mấy cây nhỏ nhỏ con này đi. 300, dạ. 250. Dạ. Còn những cái cây mà lớn.
Bao nhiêu ạ? À? À, cây này chỉ có 2 triệu thôi quý vị. À. Cây này nó có bao nhiêu tuổi chú? 7-8 năm, còn nguyên cái cây đó bên chú luôn không? Bên khác hả? Dạ. Chung luôn. Của chú hả? Dạ, là bao nhiêu tiền chứ? 9 triệu. Rồi. Thì tầm giá của bên chú là có khoảng 250 nè, 300 nè. Rồi 2 triệu cũng có, chậu mai cũng rất là đẹp ha quý vị. À, cái này giống như là một cái chiếc mà sừng nai nè. Đó, ở bên đây là một cái cây mà dáng thế trực nè. Cái này phải thế trực không chú? Này cũng là mai bonsai nè quý vị. Cái chân cũng rất là đẹp ha. Và đây là quầy của chú Út Non. Dạ con cảm ơn chú nha. Dạ. À, con xin phép con đi thêm một lượt nữa. Dạ. Rồi, bây giờ thì Lê Hương sẽ dẫn quý vị đi tiếp một lượt. Để xem tình hình nè. Bà con. Đây có những chiếc ô tô nè. Chạy vô đưa các vị chủ nhân đi xong xíu lại gom lại sau. Đây xe ôm đang chở thêm chậu hoa được bán, chậu mai. Lê Hương đang có mặt tại bến Bình Đông quý vị. 27 Tết. Rồi một chậu mai nữa đã được mua. Chú này như chú chở luôn. Cái này là một gốc mai để trong một cái bao ha. Một cái bao đất. Sau đó là máng lên xe rồi chú này chú chở về luôn. Anh này anh chở về luôn. Không phải thuê thêm xe ôm. Cột rất là chắc chắn lại. Ồ. Thì theo như nãy Lê Hương hỏi á, thì chú nói là bông mai thì không có bị ảnh hưởng bởi trời mưa. Nó không có rụng gì hết đó quý vị. Quý vị có thể thấy nè. Mấy cây mai ở đây nè. Có thể là nó nở sớm hơn, là 29 là nở rồi thay vì là mùng 1 Tết nó nở. Canh từng ngày luôn quý vị. Cây còn rất là đẹp ha. Thì chú nói là ảnh hưởng nhất là hoa giấy với lại bông thọ bị ảnh hưởng nhất. Rồi, anh này là khách hàng mà anh đi mua, anh chở về luôn. Chậu mai nhỏ vài trăm ngàn, hay cây mai vài triệu. Đây, bên đây nữa. Quầy này bán cũng được quá ha. Mừng cho bà con ghê vậy quý vị. Vợ chồng bạn bè anh chị em gia đình có thể là sắp mua thôi chứ chưa có mua.